Đi tắm với gái xinh tuyệt đối đừng vì sĩ diện mà uống rượu. Uống xong hai chai rượu, con mắt của người đàn ông lập tức đê mê. Khi ngoài nôn còn ngã một cái, dọn dẹp chổi và thùng lau nhà, anh ấy tiện tay chặn cái thang vào cửa, mà một chút tiện tay này của anh ấy đã khiến mọi người trong phòng gặp nạn. Jimmy phát hiện không mở cửa được, nhanh chóng đập người để mở cửa. Nhưng cái thang chặn quá chặt, Jimmy đụng sưng cả người mà cánh cửa gỗ vẫn không hề gì. Nhòm vào cửa sổ nhỏ, mấy người mới biết cửa bị chặn lại. Lần này chị gái cũng sợ hãi, cô ấy liều mạng gọi người đàn ông, nhưng người đàn ông vì uống quá nhiều mà ngủ mất rồi. Lò than không ngừng tăng nhiệt, may mà trong phòng vẫn có nhiều không khí. Tuy rằng không nghẹt thở vì thiếu khí, nhưng nếu như họ không nhanh chóng chạy ra ngoài, rất có thể sẽ chết. Biết được mình sắp phải bỏ mạng ở đây, Rene vừa mới 18 tuổi không thể ngồi yên được nữa. Cô cầm cái thìa gỗ lên không ngừng dập vào cửa sổ nhỏ. Gáo nước không được, cô ấy lại dùng thùng nước để thử. Nhưng khỏi cần nghĩ cũng biết cái thùng gỗ này càng không có khả năng đập vỡ cửa sổ hơn. Giờ khắc quan trọng vẫn cứ phải dựa vào đàn ông. Jimmy dùng khăn tắm ướt lấy một viên đá trong lò ra. Sau khi đổ nước khoáng còn lại vào thùng gỗ, anh vứt đá vào trong để hạ nhiệt. Sau đó cầm hòn đá lên đập vào kính. Nhưng lớp kính này quá dày, anh đập liên tiếp nửa tiếng. Tay đã chảy cả máu mà lớp kính không làm sao hết. Có điều may mà họ không từ bỏ. Lại đập tiếng nửa tiếng nữa, lớp kính cuối cùng cũng vỡ. Rene vội vàng chạy qua, gấp gáp hít thở không khí bên ngoài. Nhờ khí lạnh tràn vào phòng, ba người cuối cùng cũng được mát mẻ một chút. Đáng tiếc sự mát mẻ này chỉ là tạm thời. Trong phòng có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tự động. Nếu như nhiệt độ phòng họ hạ thấp, vậy thiết bị này sẽ hoạt động và điều chỉnh nhiệt độ tăng cao. Thế nên họ vẫn phải nhanh chóng rời đi. Jimmy cho đá vào khăn tắm ướt, sau đó vứt ra từ lỗ nhỏ, anh định dùng nó để đẩy cái thang gỗ ra. Biện pháp nghe thì hay, nhưng túi đá đúng là không hữu dụng. Đừng hỏi mình tại sao nó lại không được, tất cả là do đạo diễn sắp xếp thôi. Mắt thấy không kéo được cái thang, Tony nói họ có thể thử phá thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Jimmy vừa nghe nhanh chóng ngăn lại, phá hỏng thiết bị điều chỉnh nhiệt độ có lẽ sẽ không tăng nhiệt thật, nhưng có cũng có thể khiến hệ thống nhiệt độ hoàn toàn mất kiểm soát. Nhiệt độ có thể tăng lên đến 250 độ F, cũng chính là 120 độ C. Anh không muốn mạo hiểm như vậy, nếu sai lầm thì họ sẽ bị hấp chín mất. Khi vài người đang không biết làm sao, đèn trên tường khiến Jimmy nảy ra một kế hoạch, định làm hỏng đèn. Nếu như đường dây nhiệt độ và đường dây đèn là một, vậy nếu đường bảo vệ hỏng thì hệ thống tăng nhiệt độ cũng hỏng theo. Jimmy cẩn thận tháo cái bóng đèn xuống, anh cầm thìa nước đổ vào đèn. Jimmy bị điện giật đến sùi bọt mép trắng. Đáng tiếc anh ấy đã đoán sai rồi. Không chỉ hệ thống tăng nhiệt không tắt, lần này đèn cũng tắt luôn. Ba người chỉ dành chờ đợi kỳ tích trong bóng tối. May mà chó của chủ nhà phát hiện ra họ, nó không ngừng sủa lên bên ngoài. Ba người nghe thấy tiếng chó sủa, nhanh chóng đập cửa gọi chó. Tiếng chó đánh thức người đàn ông, nhưng mà khi anh ấy ra ngoài xem thử, đột nhiên có pháo hoa được bắn. Tiếng pháo nổ át đi tiếng kêu cứu của họ. Người đàn ông không nghĩ nhiều, anh ấy lại quay về ngủ. Thấy người đàn ông không hiểu ý của nó, con chó lại vội vàng đi tìm chủ nhân. Nó chạy lên xe kêu điên cuồng biểu thị chủ nhân nhanh về nhà. May mà chủ nhân đã hiểu rồi, chủ nhân lái xe tải nhanh chóng về nhà. Nhưng khi con chó đưa anh ấy đến phòng xông hơi, người đàn ông lại tươi tắn bước đến, nói mình uống say đã ngủ quên mất. Khi tỉnh lại không thấy bọn Jimmy đâu nữa. Vốn dĩ họ còn hẹn nhau đến ba quầy, bây giờ xem ra là Jimmy ăn mảnh đi với hai bạn xinh đẹp rồi. Anh ấy nói vô cùng oan ức, cuối cùng còn bảo con người như Jimmy không ổn chút nào. Chủ nhà an ủi anh ấy vài câu, sau đó vô cùng nhiệt tình kéo anh vào trong xe. Con chó cũng chỉ đành bất lực nhìn hai người rời đi. Phía Jimmy bên này, nhiệt độ quá cao khiến Rene gần như sụp đổ. Cô cầm viên đá định phá hỏng hệ thống làm nóng. Jenna thấy vậy nhanh chóng ngăn cô lại, không ngờ trong lúc hai người rằng co lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hòn đá đập xuống, Rene bị đánh ngất xuống đất không tỉnh. Jenna sợ đến mức phát khóc, cứ khóc mãi tâm trạng cô ấy cũng sụp đổ theo. Cô cầm hòn đá lên điên cuồng đập, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ cũng bị đập tan nát. Cứ tưởng rằng hệ thống điều chỉnh nhiệt sẽ tắt, nhưng đáng tiếc cô ấy đã nhầm. Phòng xông hơi bắt đầu tăng nhiệt nhanh chóng. Nếu không có gì xảy ra, rất nhanh họ sẽ được nướng khô. Kết quả này cũng khiến Jimmy hoàn toàn sụp đổ. Anh tuyệt vọng đến mức cười như điên. Sau khi gào lên một tiếng, anh điên cuồng đập vào lò xông hơi, định dùng lực của mình để đập vỡ cái lò. Với sức lay động kịch liệt của anh, ống khí bị anh lắp đứt đoạn. Nhưng họ còn chưa kịp mừng, chấm, lực nổ mạnh khiến cánh cửa gỗ bị bật ra. Jimmy cũng vì thế mà bỏ mạng. Jenna thoát được một kiếp, nhanh chóng chạy đến nhà ăn. Không kịp nói gì, cô nốc nước điên cuồng. Nghĩ lại những gì trải qua vừa nãy, cô ấy ngồi trên giường khóc không ngừng. Cứ khóc mãi, cô đột nhiên thấy bạn thân Rene. Hóa ra cô ấy hoàn toàn chưa thoát ra. Đáng ngại hơn là khí than đã bị dò. Jenna nhanh chóng kéo cô ấy ra cửa để cô ấy hít thở không khí bên ngoài. Đáng tiếc cô quá yếu, hoàn toàn không có sức kéo Rene đi. Trong lúc nguy hiểm, khăn tắm bên cạnh cho cô một cách. Cô buộc khăn tắm lại thành dây thừng, buộc khăn tắm lên cánh cửa gỗ, dùng hết sức bình sinh mới kéo được đầu Rene ra chỗ cửa sổ. Còn cô ấy lại trúng độc than ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. May mà chủ nhà trở về kịp thời phát hiện bọn họ, còn gọi cảnh sát và xe cứu hộ. Biết được chân tướng, người đàn ông hối hận không thôi. Nhưng đáng tiếc mọi thứ đã muộn. Cuối phim, Rene và Jenna vẫn sống.
còn Jamie lại chết. Câu chuyện này nói cho chúng ta, đi phòng tắm hơi tuyệt đối đừng uống rượu. Nếu gặp phải người đồng đội ngốc nghếch thế này thì xong đời.